Rồi, xin chào anh em nha. Chúc anh em có buổi chủ nhật thật là vui vẻ nha. Tiếp tục clip hôm nay giới thiệu anh em biết máy này nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356 nha anh em. Có trên cái bảng nhỏ nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước 150.000 Viettel cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel nha. Nhấn họ tên địa chỉ cùng với model cái máy cần mua. Và tất cả các máy thì mình có ship code toàn quốc, anh em chỉ cần cọc tiền thôi. Tới nơi anh em trừ tiền máy, tiền cọc và tiền hàng nha. Rồi gửi tiền shipper. Tất cả máy thì mình không có bao ship nha. Anh em vui lòng cộng thêm 35 tới 40.000 tiền ship tùy theo khu vực gần xa. Rồi, quy định mình đã nhắc rất là rõ trong clip rồi nha anh em. Clip con máy đầu tiên trong hôm nay thì mình có một con Oppo H7 nè. Con này thay vỏ đẹp rồi nha anh em. Thay vỏ keng nha. Như mới ha, màu đen. Con này màn hình 5 inch nha, RAM 1/16, pin 2420. Đó, H7 thì ra cũng lâu rồi nhưng mà xài cũng còn được nha anh em. Dành cho những anh em lao động ha. Máy rẻ tiền. Oppo H7 chức năng còn full, wifi các kiểu còn rất là ok nha. Đây. A33F RAM 1/16 này. Đó. Camera cũng còn là chụp hình ok. Đây. Con này để anh em giá của nó 690.000 nha, 690k. Kẹp sạc dán kính cho anh em nha, một con duy nhất thôi, không có con thứ hai đâu. Em nào cần thì liên hệ liền nha. Kèm sạc và dán cực lực cho anh em luôn, chỉ có 690.000 thôi. Tiếp theo là con Oppo A3s nha. Oppo A3s thay vỏ màu xeo màu đỏ, thay vỏ mới cho anh em rồi, đẹp keng sạc beng luôn, kính đã dán cực lực ha. Con này màn hình của nó là 6.2, RAM 2/16, pin con này là 4230. Thấy ngoại hình rất là ok, màn sáng đẹp nha. A3s màn hình 6.2 rất rộng nha anh em. Chức năng full. A3s RAM 2/16. Máy rất là ok luôn. Con này đến em giá 1650 nha. 1650 kèm sạc dán kính nha anh em. 5SE màu trắng nha anh em. Tránh bạc ha, máy đẹp 9899 nha. iPhone 5SE. Cấu hình là của 6S luôn anh em. Đó, 5SE là cấu hình ngang 6S nha. 64GB màu silver. Silver. Màu bạc á. 64GB full. Full vân tay vân chân đầy đủ nha. Máy quốc tế nha anh em, quốc tế trọn đời nha, không có phải là máy lóc liếc gì hết nha anh em. Toàn bộ là quốc tế hết ha. 64GB. Đây. Con tay thì ok luôn. Anh em nào thích nhỏ gọn á thì mua mấy cái dòng 5SE này xài rất là sướng nha, nó mạnh hơn 5S rất là nhiều. Nó là cấu hình 5S nhưng mà ruột là 6S nha anh em. Giá 2.1 triệu một con nha anh em, 2.1 triệu ha. Máy đẹp 989 nha. Anh coi thử pin ngồi nhiêu, trên 80, nói chung pin con máy con này đa số trên 80 hết. Là 88 luôn anh em. Đó, màu bạc có một con thôi. Thì alo cho mình nha. Mấy con này anh em hãy cầm 100.000 mình mua rồi nha anh em. Cầm trước 100.000 Viettel nha. Tiếp theo thì một con G7 Dream màu bạc, thay vỏ bạc. Con này thay vỏ nha anh em. G7 và Dream. Màn hình của nó 5.5 inch nha anh em. RAM 332. Pin con này là 3.300. Máy thì thay vỏ đẹp keng sao beng rồi. Màn sáng đẹp. Chức năng full nha, wifi các kiểu ok hết. G7 Dream giá 1650 anh em, 1650 nha, tuyệt đẹp nha. Kèm sạc dán kính. Tiếp theo là một con S9, máy ngoại hình thì lưng còn đẹp tầm 97 nha anh em. Màn dính một đốm nhẹ đây, nhẹ xíu xíu như đầu đầu đũa tăm thôi, không có lớn ha. Sáng đẹp, màn sáng đẹp không ám ố nha. Màn sáng đẹp, chỉ dính một đốm nhì các bạn ơi. Soi kỹ mới thấy nha anh em, còn thao là không thấy được cái đốm đấy đâu. RAM 4/64, màn hình 5.8, pin con này là 3000. S9. Samsung S9, máy còn đẹp tầm 97-98. Dính đốm nhì. Chức năng full. Màn hình riêng nguyên. Rất là sáng đẹp. Wi-Fi ok luôn. S9
Con này ra đi anh em giá 2850. 285 kèm sạc dán kính nha. Dán keo cho anh em thôi chứ con này mình không có kính cường lực đâu. Dán một lớp keo cho anh em, xài đỡ xước. Kèm sạc luôn cho anh em ha. 2850. Realme C15. Một con Realme C15. Máy Zing 99. 98-99%. Kính đẹp keng luôn. À, này thấy không? Thấy rất ok. Con này màn hình 6.5 nha, RAM 464, pin 6000. Siêu phẩm Realme pin 6000. Cực là trâu bò. Đó, chức năng ok nha. À, C15. RAM 464. Máy cực đẹp. 98-99 nha nè. Con này ra đi anh em giá 2650. 265 kèm sạc dán cường lực cho anh em luôn. Tiếp theo clip là một con Oppo F9 nha. Oppo F9. Con này thay vỏ mới rồi nè. Vỏ sao thay mới nha. Màu xanh đen đen. Đó, dưới xanh trên này đen đen. Vỏ mới thay đẹp. Màn hình sáng đẹp không xước. Sẽ dán lực cho anh em trước khi gửi máy luôn. F9 RAM 464, màn hình 6.3. Và pin con này là 3.500 nha anh em. Đó, màn sáng đẹp. Ngay góc cạnh trên đây thì có một đốm phản quang nhẹ ngay đây. Đó, một miếng phản quang ngay đây. Hầu như là ok hết ha. Có sao rồi mình quay lại chuẩn cho anh em. Anh em chấp nhận thì đặt hàng vậy thôi. Chứ khỏi phải lăn tăn. Oppo F9 RAM 464, chức năng full, camera cực nét, chức năng full nha anh em. Oppo F9 RAM 464, con này để anh em giá 2.2 triệu nha. 2.2 triệu kèm sạc dán kính lại cho anh em. Vivo i20s, Vivo i20s máy đẹp tầm 98-99. i20s nha anh em, 98-99%. Màn hình 6.51, RAM 6, bộ nhớ 128, pin 5000. Đó, cái đẹp 98. Chức năng thì mình đã báo kỹ trong clip nha anh em. Anh em mua máy thì nhớ quan tâm theo dõi kỹ clip để biết được chức năng cũng như cấu hình máy, cũng như tình trạng máy như thế nào. Cho anh em dễ mua nha, chứ đừng coi lướt phớt qua lại cái là mình không biết được á. Rồi đặt từ ấy tới rồi nói này nói nọ nha, nó rất là mệt. Hai bên anh em không được máy mà mình lại quá không được, mấy công gửi đi gửi về tốn tiền ship anh em. Đó, Vivo i20s nha, RAM 6 của nhớ 128GB. Cấu hình khủng nha. Con này ra đi anh em giá 3.5 triệu nha. 3.5 triệu kèm sạc dán kính nha anh em. Samsung J810. Máy nguyên zin. Vỏ sao là có sức xước cho xài ốp lưng này. Mặt kính trước đã dán cái lực rồi, đẹp kia. Đó. J8. Màn hình sáng đẹp nha. Đây, cập nhật nó tối nay nó tự cập nhật luôn. RAM 332 nha anh em. Màn hình 6 inch nè, RAM 332, pin 3500 này. Chức năng ok này. J8. Con này ra đi anh em giá 1.7 triệu thôi. 1.7 triệu. Kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Giá cực mềm nha anh em. Oppo A57 có sạc lưng nha anh em luôn, máy nội địa nè. Con này máy nội địa nha, nhưng vẫn sạc 2 sim nha. Máy cực đẹp luôn, tầm 98-99 luôn nè. Có lưng cho anh em luôn. Kính trước có lông mèo chứ luôn, có một hai cọng lông mèo. Màn hình 5 inch 2 nha anh em, RAM 332, pin con này 2009. Pin con này 2009. Đó. Máy nói chung là ngoại hình còn ok. Đẹp tầm 97-98 thôi, cho nhanh gọn. Máy nội địa nè, máy nội địa sạc rất là mượt nha. Nội địa của Trung Quốc luôn á, chứ không phải là hàng này phân phối Việt Nam đâu. 257 đây. RAM 332. Chức năng là full. Giá ra đây cho anh em là 1450. 1450 nha anh em, máy nguyên zin nha. Tiếp theo clip là con Realme 5i nha anh em. Realme 5i. Máy nguyên zin màu xanh dạng xanh lá mạ nè, con này. Realme 5i đẹp 98-99 nha. Cho 98 là cho dễ. Màn hình 6.5 inch. RAM 464. Còn là RAM 4 nha anh em. Pin 5000. Pin thì trâu rồi. Màn hình còn guarantee luôn.
mấy riêng luôn, còn hai anti cực đẹp nha. Đó, wifi các kiểu ok, 50 5464, chip Qualcomm 665, con này ra đi anh em giá của nó 2550 kèm sạc dán kính nha anh em, mình sẽ dán cường lực lại cho anh em. Máy cực đẹp luôn, nói chung là nguyên riêng, yên tâm anh em. Tiếp theo là con Redmi Note 3 Xiaomi, máy nội địa luôn, Xiaomi có ốp lưng kèm cho anh em luôn này. Màn thì nói chung là cực đẹp, đây là miếng dán, là anh em thấy miếng dán màn đẹp. Đó, Redmi Note 3 RAM 332 nha anh em, con này bán RAM 3 nha, RAM 3 chứ phải RAM 2 nha. Redmi Note 3 này RAM 332GB này, cấu hình nói chung là xài tạm ổn, máy sạch đẹp. Đó, chức năng full, màn hình 5.5 nha anh em, RAM 332 pin 4000. Đó, xài rất sướng nha. Redmi Note 3. Một con màu gold, một con màu xám. Chức năng full, đi trang luôn. Con nào màn hình cũng ok hết á, một hai cọng lông chuột thôi. Không đáng kể nha. Máy riêng nguyên. À, máy nội địa. Mình mới nhập về điện ít thôi. Bán thử anh em ủng hộ thì nhập tiếp. Con này giá 1350. 1350 kèm sạc dán kính nha. Máy riêng nguyên, xài rất ok. Đây. Màn hình đây, sáng đẹp. Rất ok nha anh em. Tiếp theo là một con G710 bản hàng, một sim. Máy đẹp 98. Màn hình 5.5, RAM 216, pin 3003. Kính đẹp, lưng đẹp. Đó, máy hàng nguyên zin. Máy con này là máy băng zin hết. Chức năng full. Zin 710. Con này ra đi anh em, giá của nó là 1420. 1.420.000, Samsung nha anh em. 1420 kèm sạc dán kính nha. Oppo F5 riêng nguyên, có tài suất nhẹ, để đánh giá tầm 97-98. Con này RAM 432 nha, màn hình 6 inch, pin 3002. Vỏ có xuất sắc, sườn xuất sắc nhẹ nhẹ. Kính này đẹp, không có xuất sắc gì hết. Kính thì ok. Coi thử còn pin không? À, còn nha anh em. Chức năng full nha. Hai sim bỏ vô là xài thôi. Oppo F5 RAM 432. Con này để anh em giá của nó là 2 triệu tròn nha. 2 triệu con. 2 triệu tròn kèm sạc dán kính nha. Oppo A92. Máy là lưng sao keng sao em. Mặt trước còn guarantee. RAM 8 bộ nhớ 128. Màn hình 6.5, pin 5000. Màn hình rất ok nha anh em. Con này ra đi anh em giá 4.4 triệu nha, kèm sạc dán kính nha anh em nha, 4.4. Rồi clip này xin tạm dừng tại đây, thân ái chào cả nhà nha, chúc anh em có buổi nhật thật chủ nhật thật là vui vẻ nha, với gia đình người thân. Hẹn gặp lại anh em clip ngày mai, thân ái chào cả nhà.